nhà này. Xin chào cả nhà. Bữa nay được anh Ba Phi năn nỉ khi gớm bà với cho đi chơi luôn á. Đi chơi đâu? Hôm nay đi chơi với ai nói đi. Đi chơi với anh Ba Phi. Con này. Mọi người đây không thấy con. Đi chơi với ai nữa kìa? Hả? Đi chơi với anh Phi, đi chơi với chị Sang, anh Toàn với con bé con anh Toàn. Anh Toàn tên gì? Bé Su. Lâu lâu mới được ra ngoài về mừng quá đi trời ơi. Biết chị Sang ở đâu qua không? Chị Sang ở Bình Định á. Anh Toàn xong đi thẳng luôn anh Toàn. Hả? Sao mà không đi thẳng luôn? Đi đường đâu biết đâu. Toàn đang biết đường đi đâu. Thôi được rồi, ngồi xuống đó đi. Em ngồi xuống, ngồi xuống đó. Thầy con bé nó không thấy em luôn. Này, quán của bà cô nè. Chị Phương ơi. Không nghe đâu. Hồi nãy chị mua quán của chị Phương á. Anh Toàn mở cửa ra cho em thử đi anh Toàn. Mở cửa anh. Anh Phi, Ba Phi vô đang sẽ đang ngồi đây. Thôi, em ngồi. Đi vô cho ngồi đi. Em ngồi đó, em ngồi đó. Chú Nghĩa nè, chú Nghĩa. Đó, bữa nay chào chú Nghĩa. Chú Nghĩa, con chào chú Nghĩa. Biết con không? Chứ là anh thấy anh đẹp. Anh ơi, xuống ở nhà đi, xuống chứ đừng đi ra nha. Trời, anh Ba Phi bán đồ Tết đẹp quá anh Ba Phi. Anh Toàn mở cửa xe ra nữa qua anh Toàn. Được rồi, thôi. Nén anh Phi á, hiểu không? Vừa nó chiếu nén. Ok, ai, thì ngày hôm nay Phi đến thăm lại bé Lai. Nói chung cũng cảm thấy thích đường chia sách. Bây giờ cái dây sách này nó cái ổ khóa nó bị mất luôn cái chìa khóa rồi, không có gỡ ra được luôn, đúng không? Dạ. Ừ, nếu còn không anh lỡ tới anh Ba vô, anh Ba dẫn nó là đi chơi nha. Nếu mà cái dây sách, cái ổ khóa này nó mất luôn rồi. Bây giờ cũng không có mở ra. Tới anh Ba vô dẫn mấy là đi chơi nha. Chưa biết nữa. Nói chung là bữa nay cũng gần Tết rồi, đến thăm mấy Lài cũng như là coi thử tình hình sức khỏe của bé Lài nó như thế nào đó quý vị. Em thấy sao rồi? Em tự nhiên em uống thuốc vô em thấy tay trái với cái chân trái em nó rung. Nó rung hả? Dạ. Uống gần thấy thuốc chưa? Hồi tối đó em ngủ em nằm mơ cái em thấy con mèo ma ở trên đầu em nó nhảy xuống, cái em kêu, em trao giấc mơ em kêu ba ơi ba ơi, em kêu ghê gớm. Sáng nay em hỏi ba kêu ba, hồi tối không có kêu ba, hôm ba ông ba ông cười. Hôm nay có chị Sang ở bên Bình Định qua đây có việc rồi ghé thăm bé Lại luôn quý vị. Hai chị em gặp nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Chị Sang bé Lại là chị Sang. Thực sự mà nói là từ lúc mà thấy bé trên live stream của anh Phi á, tự nhiên có một tình cảm gì đó nó lạ lắm. Dạ. Như tình cảm gia đình vậy á. Tự nhiên thấy thương biết mà thấy cảm động lắm. Cho nên hứa với lòng là phải ra anh Ba để vô cho em. Yên cho chị nói vậy. Cho nên là từ lúc mà bước vô nhà là tự nhiên cái cách bé nó tiếp đón mình thấy rất là dễ thương mà thấy nó gần gũi lắm, cho nên mình cảm động. Dạ. Dạ, nhưng mà chắc là có lẽ là giờ tới sau này sẽ để ra thêm em nhiều hơn. Rồi nếu mà có dịp để đi chơi khai khó rồi để nó có khi nào đi chơi rồi tiếp xúc với mọi người nhiều hơn để cái bệnh tình của em nó thuyên giảm á. Dạ, dạ. Rồi dặn em vô Bình Định chơi. Bên đây có thêm chị rồi kìa, thấy không? Dạ. Sướng chưa? Chị đẹp bằng em không? Hả? Chị đẹp bằng em. Đẹp hơn em luôn chứ. Không thua. Hỏi khán giả kìa, hỏi ai đẹp hơn? Em với chị Sang ai đẹp hơn khán giả? Em đẹp hơn thưa em, đẹp thua chị nhưng mà em dễ thương hơn chị. Chị đâu bằng em đâu. Nhưng mà lát nữa ai ngay trả tiền. Thôi để anh Phi anh lấy tiền mấy người ủng hộ em, anh Phi trả đi. Đâu được. Thôi để anh Phi trả đi. Phải hết tiền phải rồi, trả nhanh thôi. Anh đâu có tiền đâu anh trả. Tiền ủng hộ của em đó. Tiền anh xem đâu anh tiền, đó, anh tiền, Toàn ở lại rửa chén nha. Tiền ủng hộ đúng rồi, để anh Toàn ở lại rửa chén đi. Ý cái tiền ủng hộ là để cho đưa cho ba em chữa bệnh khác, còn cái tiền ăn thì khác chứ. Đâu có tính trong được. Anh ba ơi. Nhưng mà nãy giờ này em đã được còn có nhiêu nè? 38,5 triệu. Bây giờ không biết anh Phi nhận thêm ủng hộ. Ê, nhưng mà túi của em có bao nhiêu? 1,2 triệu. Dư sức rồi. Nãy hôm bữa mình cũng đi ăn đang với lại bao hanh. Hằng nói vậy chứ để bé lại nó ăn sáng chưa tự nhiên vô vậy. Chứ giờ ai trả tiền em nói đi. Anh Ba Phi trả đi. Anh đâu có tiền đâu. Lấy tiền ủng hộ của em trả đi. Thôi không được. Anh Ba Phi anh ở lại đúng không? Không. Sao anh đem ba lô chi vậy? Đem ba lô đựng đồ. Tôi nghe tiền á, đựng đồ ở lại mới đựng đồ chứ. Phi đi vô Bình Định nữa. Láo, anh Ba Phi đâu có giờ Bình Định nào. Hay là anh Toàn bây giờ chở vô nhà chị Sang chơi luôn được không? Xa lắm hả? Anh hứa với ba em rồi nha. Hứa là sao? Dạ, anh đi chơi xíu rồi cho anh về. Em mới lại có ghi lời chị Sang với anh Phi không? Dạ có. Hồi bữa đó, nó cười cái xe cấp cứu này, em chạy xe máy đi với anh bạn, cái em quay cái đầu, em quậy quậy cái thằng lái xe cấp cứu, nó quậy tà là nó cười với em, và nó thấy em dễ thương á. Đẹp gái á. Thôi, ở trong đây là ai cũng khen em đẹp gái, có mình anh Toàn chê em xấu à.
Anh Toàn, anh Toàn anh chơi sáu hả? À, anh Toàn chơi sáu quét. Anh chơi em sáu mà em chơi em đi ăn. À, đi ăn là đi ăn do anh thương hoàn cảnh của em chứ. Chứ anh đâu có nói là khen bé Lài đẹp gái dễ thương đâu. Không ai anh khen hết là đẹp gái. Anh Toàn ơi, dừng cho em vô em thích nha cho anh bạn em được không? Thôi thôi thôi. Không được. Bây giờ đi ăn lẩu như bữa trước hả? Dạ. Nhưng mà em trả tiền đó nha. Dạ. Em có triệu tay triệu hai đó. Dạ. Nãy chị Sang cho một triệu hả? Nhưng mà anh ba hộp bữa anh ba ăn mấy món đó, anh ba thấy món nào ngon nhất? Món nào cũng ngon hết. Em thích món nào ngon? Em thấy món cơm với ăn với chả trứng là ngon nhất thôi à. Hồi nãy quên đem cái gương, lỡ mình ăn gì dính ra đây mình soi chứ. Có gương luôn. À, chị có hả? Thì điện thoại cho bỏ lên soi. À. Bên đây cũng có rất là nhiều cô chú anh chị vô thăm máy Lai quý vị. Cũng khá là bất ngờ khi mà Phi vô đây á, thì mới đầu là hẹn chị Sang vô để gặp máy Lai. Rồi tới nhà thì gặp rất là nhiều cô chú anh chị bên hội Chúa. Hội Thiên Chúa hả? Dạ. Mấy cô chú anh chị tới thăm máy Lai cũng chị như ơi, là muốn giúp đỡ cho máy Lai chữa bệnh quý vị. Nãy gặp mấy cô mấy chú vui không? Dạ vui lắm. Em đâu có, chị nói này, em đâu có bệnh gì đâu. Em chỉ nói nhiều thôi chứ em đâu có bệnh. Tay chân run chị. Rồi. Ngày mai nó hết rồi, tay chân run. Em lúc trước em cấm khẩu em nói không được, nhưng mà bây giờ nói được rồi chắc không cấm khẩu hành lại nữa đâu anh ba Phi hả? Mà chị thấy mấy lại nó sao chị? Chị thấy sao? Mình nói tôi đi nè, mình nói tôi đi nè, tôi đậm là chết luôn. Hồn nhiên vô tư như chim non vậy á. Nếu biết vậy đúng không? À. Vô tư lắm. Nhưng mà chị anh Toàn, anh Toàn biết khu du lịch Sơn Quỳnh không? Dạ. Yeah. À, lát nữa ghé vô đó nha. Chúng em tắm biển không? Thôi tắm biển là chết mất rồi sao? Đâu có nè. Con sẽ tắm đồ để cho tôi bây đi. Bây giờ cái này cũng đói bụng quá rồi nên nó đòi đi ăn sau khi nàng nỉ ghê gớm mới được. Sau khi nàng nỉ ghê gớm mới được cho ra ngoài anh ba. Tại vì em ra ngoài em phá em vậy ai chịu cho nổi. Lát nữa chị Sang cầm dây xích mà lỡ cái em nhìn em cái con bé là nó bị. Giờ em lặn dây xích cho người đi. Không lặn vô nó thằng làng xuống cái quần đấy người nó cũng thấy à. Không thấy vậy đó. Lỡ nó nạn quá nó tuột luôn cái quần á. Hôm nay là Phi với chị Sang dẫn bé Lại đi, còn ba của bé Lại thì ở nhà. Chú cũng hơi mệt nên chú ở nhà. Anh ba nhưng mà đi ra đừng có chạy nhảy lung tung nha. Dạ. Anh ba ở lại tối nay, anh ba dẫn em đi uống nước đi anh ba. Năn nỉ mà được. Uống nước gì? Uống xe hai uống không đổ đó. Để mua gì nha. Không. Để mua thùng nha. Không, đi ra ngoài chơi à. Chứ trời này uống nước chi nhiều mất công. Ba lại nhớ hứa gì? Đúng. Không được đi vậy. Đúng rồi. Nhưng mà lát nữa không? Mình ra biển mình ngán chứ. Thôi ngắm biển. Nước non biển. Nói chung là buồn quá. Giờ có chị với Phi ra rồi mà buồn nữa. Nhưng mà em không có muốn danh sách nó dính vô trong người em. Em mai em ngon rồi là chị ba. Anh ba Phi xuống dưới cái mình biểu ao chú. Xuống tới chợ em xuống. À, em coi cái quán mà sửa xe nè. Em nhờ cái chú sửa xe mở ổ khóa nè cho em luôn. Cái chú đó không quen em, không biết em luôn á. Nha anh Tọc. Lát nữa nhờ. Nhờ cái chú. Nó nhiều quá mình nói nó vấp luôn á trời. Nhờ cái chú sửa xe đó. Mở ổ khóa rồi cho bé Lại nha. Này anh đi, anh hứa với anh Tư của em này, rồi ba của em rồi nè, đi sao về vậy? Không được mất chị thằng Long nào. Chị Tổng lấy xe luôn hả chị Tổng? Giờ mất thằng Long nữa, tức là giờ ba em bị sao anh vô không cho đi nữa sao? Đúng không? Dạ. Phải nghe lời vậy mới bị sao mới cho đi tiếp chứ. Nhưng mà tối nay anh ba ở lại đi. Hả? Anh ba ở lại chơi. Muốn ba Toàn ở lại hay ba Phi ở lại? Ba Phi ở lại. Dạ. Cả ba người luôn, cả chị Sang cũng ở lại luôn. Tới chị Sang ngủ chung với bé Lại. Đuổi rồi để đâu mà chị Sang ở lại đâu. Đúng không? Anh Toàn ơi, em thấy lái xe dễ ẹt rồi, đâu có khó đâu ta. Em lái đi. Lái là vô bệnh viện hết cha. Lên lái bữa sau hết bệnh đi về lái taxi. Hồi lái taxi chạy nó đù thiệt chết bà luôn. Bữa sau mượn chiếc xe của chị Sang đi chạy nè. Bữa sau cho em mượn chiếc xe nha chị Sang. Khỏe là chị Sang cho mượn chiếc xe chạy. Chị Sang có bàn chưa? Có chưa? Giỏi dữ ta. Chị Sang bé Lại ở nhà không xài kem xài phấn gì mà nó cũng không nổi một cái mụn nào luôn á. Ừ, để được á. Cơm lẩu à, thôi đừng có quán này ế quá, chắc giữ ở đây. Đi quán, nó đáng cửa mất rồi phải không anh ba? Chị Sang ơi, uống gì nhờ, bán là giàu giàu chị Sang ha. Giàu chị vậy? Giàu để có tiền chữa bệnh cho em sớm rồi chứ đâu phải kéo dài. Em có biết mình bị bệnh gì không? Em mà biết mà gia đình em đã chữa cho em rồi. Vậy thôi chứ giờ tính sao?
Trời, anh Phi biết không, hồi bữa hai vợ chồng ở ngoài Quảng Ngãi em này đi tới Bình Định bị tai nạn, hai vợ chồng chết hết luôn á. Mới đây hả? Sao em biết, ở nhà sao biết? 60 giây em gái em nó nói, rồi tối lại qua 60 giây nói nữa luôn. Em gái em kêu nó hết luôn, phải không biết. Nhưng mà hứa chị Sang nè, ở nhà thì sáng làm gì? Sáng là ngủ dậy quét cái sàn mình nhúng cái khăn vào và là không làm gì nữa, rồi xách rồi xách rồi xách lại. Rồi tập thể dục nữa. Em làm biết tập thể dục vậy lắm. Vậy giờ mày hứa mà tập thể dục được khỏe. Lát nữa anh ba bảo em ăn nha. Lát nữa anh ba bảo em ăn nha. Mẹ em làm sao chưa lại? À, ngày giỗ mẹ em anh chị ra chơi được không? Ngày 5 tháng 2 âm nè. Ngày 5 tháng 2 âm nữa là giỗ. Dạ. Mấy năm anh nói mẹ mất mấy năm rồi? Gần 4 năm giỗ mẹ lần này nữa là được 4 lần. Là chuẩn bị 4 năm đó. Dạ. Anh ba Phi đợi người ai rồi? Thương mẹ không lại. Không thương mà sao khác. Nào giờ nghe anh ba Tùng nói này nha. Dạ. Ngủ dậy sớm. Trời, em ngủ hồi tới mới có 1:14 em giật mình dậy, em thức tới gần 4 giờ em mới ngủ tiếp. Em khó ngủ lắm. Anh ba Phi ở trong cái chùa là có một cái ông thầy chùa có lỗ tai, ông dài như Phật nha anh ba Phi. Ông y như ông Phật luôn, không khác gì luôn á chị Sang. Gì đâu, dành hết của anh cho anh nói mà. Sao anh Toàn thương em? Anh Toàn có thương bé Lài không? Thương nhiều không? Thương đẻ đâu? Anh thương anh đẻ đâu? Nhớ tao cho đây nè. Ở trong tim đúng không? Nhưng mà anh thương em với vợ anh ai nhiều hơn? Chị Sang. Anh với thương em với vợ nhiều hơn chứ. Chị Sang tới chị Sang ra dẫn em vô nhà chị Sang chơi nha. Giữ nghe anh Toàn nói không? Dạ có. Nhưng mà anh chị nè. Nhưng mà anh chị phải giữ gìn sức khỏe thì em mới vô thăm được á nha. Ở chỗ này có trai đẹp nè. Đó chị Sang trai đẹp đó mê em, hay em mê trai đẹp? Cả hai luôn. Đúng vậy chàng luôn. Anh ba Phi em cũng mê trai đẹp lắm anh ba Phi. Cũng như em mê anh ba Phi á, nhưng mà cũng mê sơ sơ chứ cũng không mê nhiều lắm. Mê sơ sơ. Dạ. Mê sơ sơ nè. Dạ. Không biết bạn em ở dưới sông mình nó về quê chưa ta, nhớ bọn nó quá. Em mà gặp nó chứ em ồn nó em khóc quá chị Sang à. Tại vì mừng quá. Nhớ lắm. Lâu nay các bạn nào tới thăm em không? Không có ai tới. Em nhớ lớp lắm. Chắc cho ba bà cũng bằng công việc cho mình nữa. Nhớ lớp, phải nói là nhớ đi nhớ cuồng luôn á. Anh đi bên nào hay là vô đây? Đi đường này, đi đường thẳng, đi thẳng, đi thẳng luôn. Ờ đúng rồi. Chứ anh mà đi đường kia lớp nữa anh mất công hay quanh lên nữa. Phải nói dạ chứ sao. Ừ. Dạ, sorry. Nói với người lớn phải dạ chứ. Dạ. Ấy qua chừng cái bà đó. Anh Sang mới bóp cò hả anh Sang? Anh gì? Anh Toàn. Chị Sang ơi, ước gì bé Lại sau này bé Lại mạnh giỏi hết bệnh chị. Bé Lại sẽ kiếm thiệt là nhiều tiền chở một xe tải về cho ông ba luôn. Sẽ không xe tải còn nhỏ, chở xe container nó to hơn. Làm gì? Để dưỡng già cho ba. Dưỡng già hả? Rồi sau này bé Lại đi giúp đỡ như anh ba Phi, đi làm từ thiện như anh ba Phi. Nhưng mà anh ba Phi biết rút thẻ tiền chứ em đâu có biết rút thẻ là gì đâu mà biết làm như anh ba Phi. Thì từ từ mới biết chứ. Rồi anh ba Phi biết quay phim, em đâu có biết quay phim đâu. Thì từ từ mới biết cái gì mới anh nói là ghé vô chợ mua bánh cuốn cho anh ba Phi, anh này món nó ngon lắm á. Thôi ghé đâu. Anh ba Phi lát nữa ra biển ngắm thuyền, ngắm biển nữa nha anh ba Phi. Ngắm biển hả? Dạ. Hay chơi tới chiều luôn nha chị Sang. Chị Sang mấy giờ chị Sang về? Xe buýt sao quần nè, ba Phi. Ba Phi, xe buýt sao quần nè, ba Phi, xe buýt màu xanh sao quần nè. À, xe buýt nè, mấy hồi em lên xe buýt nè hả? Tại cái khẩu trang của em để nó mất tiêu rồi anh ba. Chị Sang cái khẩu trang. Đây nè, khẩu trang nè. À, đây này có. Chị Sang ở đây chơi với em lâu nha. Nhiều chị Sang còn công việc nữa mà chị Sang ở lại. Không. Khoảng mấy giờ chị Sang về được? Chơi với tôi khoảng 4 giờ chị Sang về đi. 4 nha. Trễ giờ của chị luôn nha. Ờ kệ mà, lâu lâu thương bé Lại. Thương bé Lại nhiều lắm mà. Thương nhiều cái sao? Thương nhiều thì phải chiều bé Lại chứ, đúng không anh ba? Cái dân sau Quỳnh Anh nó quay em hết luôn á. Tại vì em trốn mà em xuống dưới này hoài thôi à. Gần tới chưa? Gần tới chỗ chưa? Chưa anh ba. Chừng nào anh ba thấy hotel Thanh Lan. À, hotel Thanh Lan hả? Đi hết luôn. Xuống hoài. Đi nó đi hotel cho có bầu hết bạn. Chứ không biết hotel hay vậy. Thế tự nhiên mình vô mình ngủ mình mà có ai đâu có bầu. Không, ngủ ở khách sạn có ma. Tự nhiên đi vô hotel là có bầu hả? À, đi nhà nghỉ cũng có bầu nè. Sao vậy? Em nghe nói như vậy á. Thôi. Chứ anh ba đi nhà nghỉ chưa? Em biết hay trời với em nghe nói vậy. Chị với em vô nghỉ bữa nữa có bầu không? Không, hai đứa con gái đâu có một nam một nữ mới có bầu.
thương thương cái quán cà phê này nó quen mặt em luôn á. Vô đằng đây mấy thằng đẹp trai nó chọc em biết thôi à. Quán đồng nghe anh ba Phi hả? Con à? Không biết ở dưới khu du lịch có ai không ta, trong có người để mình khoe cái đường dây xích chứ. Hôm nay chị nói là gặp trai sao? Dây xích mà khoe cái gì ta? Gặp trai là mình nó nhìn mình nhưng mà mình cũng phải nhìn lại. Rồi sao nữa? Nó cười thì mình cũng cười. Nó xin số điện thoại thì cũng cho luôn. Đó dễ vậy. Nắm tay mình sao? Đã đánh một cái luôn trên nắm tay à. Vậy thì nó được nắm tay gái đẹp đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà em đẹp thiệt không? Đẹp nhưng mà mình phải làm giá sao mình có cho nó nắm không? Em ba Phi ơi. Chết kiểu gì chứ chết thì tên nào thấy sợ lắm anh ba ha. Ghê lắm, nó mè đủ là ghê lắm. Ghê lắm. Chị sang em đi là Sài Gòn này, em đi Đồng Nai này, em đi Vũng Tàu, đi Tây Ninh này, đi Nha Trang này, đi Huế này, đi Đà Nẵng này, Quảng Nam này, Quảng Ngãi là 9 nơi rồi đó. Vậy là hơn chị sang anh Phi luôn rồi đó. Đi 9 nơi rồi hả? Dạ. Đi Quảng Nam chưa? Đi Quảng Nam rồi. Đà Nẵng rồi hả? Là thành 11. Nên em đi, không, là không tính luôn hết luôn rồi. Rồi đó hả? Dạ. Chờ nè anh ba. Này. Em đi một mình. Vậy hả? Biết đường về không? Dạ biết. Thì biết đường về mới có mặt ở đây chứ. Nhưng không mà có tiền đi không? Có cho mấy người chờ. Nó xin họ đi. Mà nhiều khi đi xe khách rồi nó không có lấy tiền. Nó thấy em dễ thương nó không có lấy tiền. Không mà hỏi thiệt em dễ thương à? Lão hỏi từ trước giờ luôn á. Cái này bữa nay vô cho gặp chị thế không? Thích à, cô biết em không? Chị bữa nay chị tối nay về chị đưa video cho anh ba. Bây giờ anh ba quay phim vậy, chừng nào anh ba phát video lên làm gì? Để em xem thử. Hả? Để em xem thử. Em có điện thoại đâu? À, hồi nãy đó. Có đem điện thoại theo không? Anh không. Anh ba phi lắm nữa. Về anh ba phi biểu em gái em nó trả điện thoại bằng phím cho em nha. Cục gạch đó hả? Làm gì? Đẹp hơn cục gạch. Để em gọi anh ba, hỏi anh ba về tới nơi chưa rồi chứ. Biết an toàn chứ. Anh ở lại mà sao nói vậy? Ở lại nhà em ngủ hả? Không. Thì ở lại nhà em ngủ một đêm đi. Nhà em ở lại chỗ nào ngủ? Em bị xích, anh ngủ với ba với anh Tân đó. Em bị xích lần đầu lên cái mò anh được đâu mà anh sợ. Em nói đúng không? Không. Em bị xích ở trong giường rồi mà. Ai biết. Đó em mờ quá sao ai biết. Ông tưởng ông có gió lắm hả? Rồi gần tới khu du lịch rồi. Đàn ông mà đàn bà chứ em mà đàn bà mà đàn ông đúng không bé Su Su? Bé Su Su. Bé Su Su còn nhỏ quá chưa biết đâu. Sau này bé Su Su lớn lên là bé Su Su biết yêu luôn. Em có biết yêu không? Không, có thể tại có một thằng ở Kiên Giang ngỏ lời yêu em rồi đó, anh yêu em rồi đó. Mà lúc trước em có biết yêu chưa? Nói chung là lúc trước có nhưng mà yêu chưa chưa là chưa yêu nhiều. Anh ba biết yêu chưa? Anh không biết yêu đâu. Không yêu sao có gì ở các con? Con ba Phi đâu? Con ba Phi đâu có đẹp bằng anh ba Phi đâu. Đến sao vậy? Ai biết nó giống ai, ai biết coi chừng vừa anh ngoại tình nói mà anh không tin. Anh ba Phi ở nghe chị nói nè, bữa nào mà chị vợ anh Phi á nghe thấy em nói khỏi trời vô. Hôm bữa em nói trước mặt chị rồi chứ mà. Rồi hả? Hôm bữa em ra nhà anh ba Phi đó, tới khu du lịch rồi đó. Bữa nay đâu cho vô nữa đâu. Thôi chơi thanh lang nó thấy không? Để vô chồng nó gọi không anh? Hả? Vô chồng gọi không? Sao vậy? Ấy là nó vô nhà anh chồng nó quậy không? Trời nó quậy. Quậy đâu mà quậy, nó láo à. Quậy lại không hay là chơi xíu về. Chơi xíu. Nào nó không? Quậy quậy vô quậy vô, quậy nhanh lên xe khách à. Lên lên đây. Để xe nó đi đó. Đi shop, xe quần. Chưa biết có nghĩa là biển đúng không anh ba? Hả? Biển. Biết luôn, biết tiếng Anh luôn. Biết tiếng Anh sang luôn. Mấy ngày không dịch mà khách nhiều lắm anh ba Phê. Ừ. Mua đi. Đeo khẩu trang vô nè. Mình chuẩn bị vô ăn mà coi đeo gì nữa. Mở ra của anh Toàn mở không được. Mở quá. Đâu. Đợi em ra của anh ba. Đi coi biển sâu ơi. Lại. Đi vô ăn đi, vô kêu rồi ăn đi. Đói rồi, đi. Đi vô với ai Mỹ lên đây chị. Người này. Đi anh ba. Tiền bài nhất đúng không? Đó. Tiền bài nhất đúng không? Đúng.
Đó là thương chị Sang thứ mấy? Thương chị Sang thứ hai. Buồn quá. Thấy biển đẹp không? Đẹp nhất buồn quá. Anh thấy đẹp không chứ em? Biển biển ở đây cũng đẹp ghê chứ. Anh ba ơi, ở Quảng Nam có biển không? Anh có, chỗ nào cũng có hết. Đây vô, kèm món đi. Rồi nào. Ngồi chỗ hồi bữa đó anh ba. Ngồi bên kia. Anh ba ăn cái gì? Ăn cơm. Anh ăn cơm hả? Cơm ăn với món gì? Sâu ăn ít thôi để cho cô Lài ăn nha Sâu. Em ăn ít lắm. Con chứ sao em? À cay ít lắm. Cái chỗ kia là cái gì anh ba? Lẹ đó thử anh ba. Công ty. Lẹ chỗ này coi. Thôi thôi đi vô ăn đi ăn thôi. Đi vô Sâu đi đường đây với cô Lài. Đây đây đây. Đi đường này nó vô cũng vô được mà. À, móng tay dài. Chị ơi. Cô nhớ cả chị nhớ hồi bữa xuống gặp cô phải không cô? Bữa nay con được dẫn đi chơi nữa cô. Dễ à, con xức con hoài ở nhà cái mấy anh chị đi vô thăm con dẫn con đi nữa mừng ghê lắm. Cái bằng chị cho cô ấy vậy. Chị ơi chị thấy em đẹp gái không? Đẹp quá đẹp luôn. Vậy mà anh Ba Phi chê xấu nè. Cũng đẹp gái mà nói xấu tính. À nói xấu tính cha. Trời ơi ở đây có trai đẹp luôn à. Anh ơi. Hey. Bé. Ở đây ăn món gì con ăn món gì vậy cô? Ê bé. Ăn chào anh. Rồi. Cô con ăn món gì ạ? mình cũng đi qua kia, đi qua kia ngồi đi qua kia. Để kêu món đi qua món. Đây qua đây mình đi tè đi tè tè rồi chị không no rồi em no chưa no rồi no rồi ngon không ngon nay ăn cái gì kể cho cả nhà nghe thử canh chua cá bóp có gì cái này có cá bóp không anh à. Một dĩa mật xào một dĩa thịt kho với lại một dĩa rau muống xào ăn bữa nay là quá ngon đúng không? Dạ. Lần thứ hai xuống khu du lịch. Bé lại đi ăn nhà hàng. Thôi đi về. No chưa? Em chưa đỡ tiền mà sao vậy? Ai đưa tiền đang tính. Chị Sang nói vậy chứ chị Sang không biết anh trả tiền rồi chị Sang trả tiền hay là đâu. Ba Phi trả đi. Em trả cho anh trả. Ai thôi lấy tiền em trả đi. Tiền của em đâu? Nãy chị Sang cho 1 triệu. À nãy chị Sang cho 1 triệu mà. Bé tính tiền bé bao nhiêu em? Anh ơi có món ăn cơm chưa? Sao anh nhìn em hoài vậy? Thôi để cho người ta ăn mà. Đâu người ta chứ? Có gì có trả tiền kìa. Đùa hết bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Đâu? Quá rẻ luôn. 879 ngàn. Quá rẻ luôn. Có 2 triệu đó. 2 triệu là dư rồi. 400 nào? 400. Bị trước ăn 854, bữa nay ăn 870. Anh ba, bữa em ba chuyển thẻ hả? Hả? À, bữa em ba chuyển thẻ hả? Ờ. À. Giỏi quá. Uống nước kìa, uống nước đi. Thôi em uống rồi. Đi tè đó, đi tè. Hả? Từ từ. Để chị xanh dẫn đi. Đồ đẹp nè, đồ cô ở Bình Định gửi cho em nè. Từ từ nghe, đừng có chọc nha, đừng có chọc ái nha. Mấy chú ăn món gì vậy chú? Mấy chú ăn lẩu hả? Thôi mình kêu thêm một nồi lẩu nữa đi. Xin ba đi xíu thôi mà chứ đâu có đi. Mệt quá anh về em chán quá. Có các em đâu? Phi ơi về bị xích ở nhà nữa chán quá. Về có. Ở giờ đây. Cái này của em đúng không? Dạ. Con về nha mấy chú mấy anh. Chú ơi nói cái này. Chú muốn thăm con thì bữa nào chú vô Phổ Khánh chú hỏi chợ chiều Dương Thí chỗ nào chú hỏi nhà bé Lè ông bé bị bệnh bị xích ở nhà chỗ nào người ta họ chỉ vô rồi thăm con nha. Chợ chiều Dương Thí chỗ Phổ Khánh đó nha. Chị cào đi cào đi. Ừ. Chị về nha. Đẹp gái dữ trời. Anh Ba Phi ghé vô chợ Sao Quỳnh tha mấy người chợ dưới chợ Sao Quỳnh một xíu thôi anh Ba Phi. Lên xe. Nha anh Tòn. Tha mấy người ở trong chợ một xíu rồi em ra rồi chứ em không ở đâu. Nha anh Tòn. Không được em bây giờ anh về không được gấp. Bây giờ em muốn đi đâu em hỏi anh Tòn chở đi đâu là đi đó. Em không biết khi nào em mới xuống lại đây nữa trời ơi.
ớt đừng đi ra ngoài lắm chị ơi. Chị này vô rốt rồi đúng không? À, em về nha. Uống trà xanh không? Uống trà xanh hả? Ừ. Là... không có sữa hả chị? Có sữa đâu. Không, sữa hết đi. Lấy em bị sữa đi. Bị sữa nào? Sữa nào cũng được. Bị sữa nó có khư rồi. Coi đây, coi chưa coi. Thì đây, để đây chưa khơi rồi. Ừ. Thôi chị cho em nha. Cảm nhận em ốc khoáng. Cầm đi. Đúng xé bị sữa quá. Mới ăn no xong mà uống sữa nữa. Kệ. Bữa nay đi có vui không? Vui. Đó, nói đây mà nên theo cái đồng danh sách vậy chết bà chứ vui cái vậy. Thế ai biểu khóa nhà rồi dục cái chìa khóa ở đâu mất rồi. Anh hỏi em đi. Gái em chứ tự nhiên em đâu có biết đâu mà hỏi. Anh ơi em về nha. Nói này nè. Thôi, nói với mà. Anh Tây em gửi lời thơ anh Tây nha. Lấy khẩu trang về. Nè. Cầm lên lên xe rồi hả? Giờ tối em ra đơn vị anh chị tới đó anh để xe cho em rồi em chở anh chị đi Tiên Phước. Chở đi Tiên Phước hả? Dạ dạ. Phước Hồ quay cặp em nè. Để em coi thử. Em muốn nhà ha. Đây đây bé lại vô đây. Đi ra đường đứng đi. Anh Ba Phi em không muốn về nhà bị xích nữa. Sao không muốn đi chơi nữa không? Muốn. Muốn thì lên xuống. Đỡ cô lại nè. Rồi. Con nó lên nè. Rồi. Đói bụng mẹ lại rồi anh Ba Phi ơi. Mới ăn no mà giờ đói bụng lại. Con uống sữa không? Con có uống rồi. Ừ. Đổ kìa. Sữa lạc em uống không? Trời. Không, con, trời. Đổ. Đây, đô, lao, chị lao. Rồi, uống hành sao nào? Như cái bị nó lủng á, phải không ta? Không phải là do cái chữa này quá, em cầm mình nó. Từ từ thôi. Mới ăn no xong, giờ uống thêm sữa nữa. Ừ. Ngon không? Sữa cọt ớn quá. Thật uống không đi tốt. Em thích uống sữa có đường à? Ăn no rồi, mà uống thêm bịch sữa nữa sao, để chỗ nào cho hết. Tự nhiên hồi dạ nãy em... tự nhiên hồi nãy ăn no cái bây giờ vô cái nó đói bụng lại mất à. Chết rạo anh ơi ghé chợ mua bánh cuốn đi anh đói bụng thiệt luôn á không phải giỡn đâu á bây giờ anh không thương em bây giờ nhưng là anh thấy đi với bé lại sao chị sao chị thấy sao em thấy bình thường không sao dạ vui ấy là hello thấy no sao chị thấy sao thì em tiếp xúc được với anh qua cái live stream của anh á cho nên em thấy em tiếp xúc bé bình thường à em thấy nhưng mà mình rồi. Đi cái lần đầu tiên mình đi thấy bình thường chứ mình đi thêm vài lần nữa là mình nói chung chị cũng thấy là nó ra ngoài đúng rồi mình phải theo bắt cái nhìn theo chạy theo nhiều khi anh hứng lên á là anh đi bắt hồi bắt chập nên mình phải theo chỉ có một xíu nhưng mà cũng bình thường ở dưới bình thường rồi, chỗ nào bán phở hả chỗ này bị bán tóc đồ anh nói cái nhịp nói của anh mười sáu bị bác chỗ nào chị ở trong kia mình đâu có ra tới đó đâu sợ anh nói nhịp nói là mình theo không kịp nhưng mà nghi nói vui nó liên tục như vậy nhiều chuyện anh em anh kêu anh tới sao anh tống hay mọi bệnh viện tâm thần á chị ơi để chị em ngon đi em không muốn đâu rồi đó em ngon em vâng lời là anh không có cho anh kêu một là mày đi hay là mày nó bậy nó sầm nói chung là anh ra bốn điều kiện gì đó em không nhớ nữa mà anh kêu mày mình làm xe vi phạm cái đó là thế trước hay sao mày cũng ra bệnh viện tâm thần à đấy em không muốn đâu rồi đó vậy bây giờ em phải ngon em vâng lời sao mà đó toàn người điên người khùng không chứ đâu phải là bình thường như em đâu có đến nỗi là điên đâu đúng không chị? Ừ, em bình thường mà. Ba dục giùm em mà. Em chỉ có cái nói nhiều thôi à, được chị. Uống thấy luôn rồi hả? Dạ. Trời ơi, chỗ nào chứa cho anh? Cái bụng nè. Bụng nhỏ xíu mà sao chứa nhiều vậy? Sao biết nhỏ? Trời, con chó nó qua đường mà nó không nhìn xe luôn. Cái gì mà cười anh nói vậy chứ có gì đó mà cười. Nói đúng mà, vậy anh Toàn dừng ở chợ lên Toàn cho em vô anh tham mấy người trong chợ thôi anh Toàn. Anh Ba lát nữa gì trao được tiền cho ba em hả? Đi công việc mà. Đưa em cho giàu anh Ba Phi. Muốn ói vào mẹ rồi. Cho anh cơm uống sữa em phải đổi mọi mình cuốn nữa. Kiếm gì đi chơi đúng không? Đi chơi ra, anh Toàn chạy ra Đức Phổ rồi quanh về một xíu thôi anh Toàn. Chị Ba Phi về anh biểu em gái em nó trả điện thoại nó cho em nhé nha.
nãy chị có lấy lại tiền lẻ không? Có. Nó đưa lại bao nhiêu? 22 ngàn. Hộp sữa em đó. À, hộp sữa bao nhiêu vậy? Sữa 10 ngàn. Em không hiểu nha con, tại sao con người lại ơn đãi em bé dữ vậy trời. Em thấy để em thì ba mẹ em mới để em bé như em rồi mới nuôi lớn lên. Anh Phi lúc trước em cũng chút xíu nằm khác à, đúng không anh? Ừ. Anh lúc trước cũng như vậy đúng không? Ừ. Hay không? Vậy mà em cứ nghĩ là mẹ em đã xa mùi sạc mà. Mẹ em nói sao? Em cứ nghĩ là em đẻ ra cái tự nhiên một ngày em lớn như vậy. Lớn liền hả? Em đẻ ra em lớn liền hả? À, đúng rồi. Sướng dữ vậy à? Ba đã có bầu rồi. Đốn xe là chết liền luôn. Thấy không? Có bụng bự đó. Biết ngay mà. Nhìn từ so biết người ta có bầu liền. Bên đây chẳng hãng, bên đây chẳng hãng, chẳng hãng là nghi đó mà. Nhưng mà có nhiều người đứng đây chẳng hãng thì sao? Anh chị thương em nhiều lắm hả? Đúng rồi. Thương em thiệt không? Thiệt, băng lời là thương nhiều lắm á. 00938 3727. Số của chị hả? Ừ. Nhớ tối. Mới đọc mà nhớ rồi hả? Tối nay ở trên là chim nhìn thấy chị Trang đẹp quá là cứ nhớ mấy liên tục. Hãy hôm bữa là chị xem tin coi. Đọc số của chị Trang hay rồi biết đâu ông nào ông gọi chị Trang biết rồi sao? Sao bả chồng theo luôn. Chị Trang quýnh chị Trang. Chồng nghe quýnh luôn. Ấy là không đây luôn anh. Ấy là dừng ở chỗ nào vậy? Cho em đi về xe buýt hả? Hả? À, để em đi về xe buýt thì mấy anh chị tự đi. Mọi đâu đi đi. Quá, cho em xuống thì xe buýt bây giờ nha. Chú nó càng phát nữa. Chị ơi, chị vừa kêu chú bữa nay chú đừng có xích em để cho em nó đi chơi nó thoải mái một bữa nay thôi. Nha anh Ba Phi. Ừ. Ba Phi. Bây giờ nói em tôi ké không nè. Có nói à? Nói gì? Nói gì? Nói là chú ơi bữa nay đừng có xích nó thôi đi, chỗ này chú cho nó đi chơi nó dậu dậu xíu đi, chỗ này nó lửa nó mặc đồ đẹp rồi thì chú cho nó dậu xíu đi. Dậu quá rồi. Dậu dậu phát là tết là nạn á. Nè 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 cái gì vậy? Nè nè. Nó dậu mấy. Không có đâu. Anh Phi anh sợ. Biết cái vụ gì không? Biết vụ gì chứ luôn. Nè 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 cái con này không cho nó xuống xe anh Toàn á, cho nó xuống xe. Cái này là gì ạ? Cầu này đó, điện máy xanh. Ừ, hồi trước thì chị xem rồi đó. Lúc trước chị cũng làm đó, chị mặc có váy hả? Đúng rồi, mặc váy rồi. Tại sao chị không làm ở trong Bình Định mà chị ra đây chị làm vậy? Thấy là gì đó làm cho Bình Định đấy. Chị nói với ba em nghe thôi tối nay đó chú đừng có xích em nó để nó chơi sao thoải mái bữa nay đi chứ. Con thấy xích quại cũng không tốt đâu chú ơi. Đó không phải là cái chuyện tốt để xích em nào chú kệ chú cho thả em nó ra cho nó đi chơi bữa nay đi. Chị nói vậy nha. Em đi chơi đâu? Em chơi từ sớm sớm em về em không đi bậy đâu, hứa luôn á. Hứa luôn á. Lỡ mất luôn sao? Mắt thì càng tốt. Lỡ cái anh nào đẹp trai thì sao? Đi hốt em sao? Nè. Không ai dám hứa đâu. Đứa nào đó. Oh, cho nó xuống xe gấp thôi rồi. Ngồi dưới hành ba tò, ngồi trên kia ngồi ba tò. Nè, bữa nào có thích vô Bình Định vô nhà chị chơi không? Dạ thích. Cả nhà ngon nha. Dạ, cái nó còn hôm mấy chị mới ra đón em vô trong đó chơi. Chị chưa biết mà khi nào chị ra là chị ghé. Thôi chị hứa liều, chị hứa liều. Không có liều, như hôm nay chị hứa thì ra thăm em là chị phải ra thăm em. Hồi nãy em nhìn ở trên cái hình điện thoại anh Phi kìa trời, có chị đẹp gái dữ á trời. Cái không ngờ ra gặp chị Sang đẹp thiệt luôn á. Vậy hả? Dữ không? Anh Phi ơi, ngủ anh Phi chán tuổi già anh Phi ha. Chán tuổi già thì nó uống nhiều được chả. Uống sao chưa? Cái gì vậy? Gặp ở đây xíu mà nó đau. Chán tuổi già rụng hết ren là đâu còn đẹp nữa đâu. Đúng không? Thì chừng đó đẹp lão. Đèn đỏ dừng lại sướng quá. Ngồi nói chuyện thêm một lát. Sao cái xe kia nó dám vượt mình luôn à? Xe đó gọi là xe bắn tẻ đúng không chị? Chị không biết luôn á. Nó ở thành phố gì đó mới mẹt đồ như vậy. Nào. Nó nứt đó sao xe kia rồi. Cái này mà dám đưa lên cho tụi bị chết liền luôn. Để chị vậy sao? Không được vô gì. Dạ.
Anh phải anh đi nhiều biết mỗi lần anh nghiêng người lại biết anh đi. Anh thấy hai cái luôn nhưng mà ngay có một cái à, một cái xịn mất nổ luôn. Thôi bụng em đau tốt đâu lại. Dạ thôi bụng em đau tốt đâu rất là xấu. Em ba hỏi thiệt, anh ba thương em lắm đúng không? Thương gì nói không nghe mà thương gì. Ba thấy em xích ở nhà thì thương em lắm đúng không? Mấy Su có thương cô Lài không? Dạ. Đó thấy không, mấy Su còn thương. Mấy tuổi rồi mấy Su? Em 10 tuổi. 10 tuổi rồi hả? Có muốn chơi với cô Lài không? Căng không biết nữa. Anh Tờ ơi, chở vô chùa thắp nhang cho Phật cây được không? Kể mà anh đang nghĩ chở em vô chùa đi cho anh thắp nhang cho. Ủa, em thắp nhang cho mẹ em không? Có, thì anh cứ dừng ở chùa vô thắp nhang cho Phật cây một cây thôi, đang nghĩ anh mà. Bữa giờ ở nhà em thắp nhang cho mẹ em không? Có, thì bây giờ anh dừng lại vô chùa thắp nhang cho Phật cây đi. Có gì anh hỏi anh Tư em? Thôi. Có, em nói là có mà, dừng lại em thắp nhang cho Phật cây đi. Em không có chạy bậy đâu, anh Toàn. Ác quá, mấy anh ác quá. Ác là anh lấy người từ đó vô đây. Đó là do anh chị chở chị, anh chị ra ngoài đó mới ghé vô thăm em chứ bộ. Anh có lần làm đi vợ thẳng rồi đúng không? Mở cái loa, mở cái cửa của anh. Bà Tám ơi, bà Tám. Bà già bà điếc rồi, bà không nghe đâu mà. Con Nam ơi. Nam ơi. Không còn nghe đâu. Con chị Thảo gì rồi nè, cô gì ta, cô Hẻ, cô Hẻ tên là Hẻ, còn ai luôn, chào nó luôn. Dừng xe xuống dừng lái xe vô nhà em luôn này. Tông thẳng vô nhà em luôn. Dừng lại. Anh chạy xe lên kia qua nhà bà chị luôn. Chạy xe lên nữa, xe lên xíu nữa. Ngồi im rồi. Xuống xe. Xe ngồi sau. Em đến gì xuống luôn. Xe ngồi sau. Có xe ngồi sau. Xuống vô rồi anh gì? Xuống. Nói kêu hồi nãy nó ngồi trên xe nên đi quá trời luôn. Bữa nay không cho đi nữa. Đi ra nói không nghe lời mà đi đâu? Đâu nghe lời mà. Em đâu có chạy bậy nữa đâu. Phải là đi đâu có té đâu mà giữ với lại ta. Hôm nay đi biết chị Trang như thế nào, nói nghe thử. Vui quá là vui luôn, lâu lâu mới được đi ra ngoài. Lát nữa anh ba về biểu đừng có xích em ở nhà một bữa nay thôi, đang nỉ một bữa nay thôi. Tới chơi vậy. Tới chơi khoảng 5 giờ em về em có đi bậy nữa đâu. Thả em ra. Cho em vô nhà bạn em xíu đi, em nhớ bọn nó lắm. Thả em ra em đi vô tới Sài Gòn sao? Không, em không đi Sài Gòn nữa, vô trong đó dịch chết á. Em không đi đâu. Em thăm em sao? Không đi đâu. Em vô em thăm chị Sang nè. Lát nữa anh ba phi về biểu em gái em nó trả điện thoại cho em nha. Chị Sang đưa tiền lại cho em đi chị Sang. Tiền gì vậy? Tiền hồi nãy chị Sang cho. Dạ. Không. Không nè. Chị Sang giàu lắm, không có trừ tiền cơm được đâu. Đâu được cho không bây giờ một ỉa. Ba, con về rồi ba. Cô Bác Khe á. Đi chơi nó xuống ghê lắm luôn không ba. Thôi giờ về nhà được chưa? Được. Rồi, vậy thôi ha. Bữa sau chị Sang vô tiếp. Còn không nghe thì bữa sau chị Sang không vô nữa. Dạ. Nhờ bé lại có cái mai. Vô tự xích luôn hả? Rồi. Rồi, trả tiền lại nha. Trả tiền lại cho bé hả?